sức mạnh của ngày siêu thứ 3 trong bầu cử Mỹ năm 2024. Với 15 bang cùng tổ chức bầu cử sơ bộ trong cùng một ngày, siêu thứ 3 là sự kiện sống còn trong cuộc đua giành đề cử Tổng thống của Đảng Cộng Hòa. Ngày siêu thứ 3 của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 diễn ra vào 5/3, theo giờ địa phương, với hàng triệu cử tri dự kiến sẽ bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử sơ bộ và họp kín tại 15 bang với Đảng Cộng Hòa và 16 bang với Đảng Dân Chủ. Ngoài ra, trên các lá phiếu vào ngày này cũng sẽ có cuộc đua vào cả hai viện quốc hội và một số cuộc tranh cử khác. Tổng thống Joe Biden hiện gặp ít sự phản đối từ phe Dân Chủ và gần như được đảm bảo sẽ được xác nhận là ứng cử viên của đảng. Trong khi đó, bên phía đường đua giành đề cử Tổng thống của Đảng Cộng Hòa, ngày siêu thứ 3 có thể đánh dấu kết thúc với cựu đại sứ Liên Hợp Quốc Nikki Haley. Bà là ứng cử viên quan trọng cuối cùng vẫn thách thức người dẫn đầu, cựu Tổng thống Donald Trump. Nhưng chiến dịch tranh cử của bà đã không thể tạo được ảnh hưởng đủ lớn, với chiến thắng duy nhất cho tới nay tại Washington, D.C. Dưới đây là những thông tin về ngày siêu thứ 3, sự kiện có tầm quan trọng chỉ đứng sau ngày bầu cử Mỹ vào tháng 11. Siêu thứ 3 là gì? Siêu thứ 3 là ngày có nhiều tiểu bang tổ chức bầu cử sơ bộ và họp kín bầu ứng viên tổng thống của hai đảng lớn nhất. Những cuộc đua cấp tiểu bang đó giúp các ứng cử viên từ hai nhóm chính trị lớn Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa tập hợp các đại biểu mà họ cần để giành được sự đồng thuận của đảng mình. Các đại biểu cuối cùng sẽ đại diện cho bang của họ tại Đại hội Đảng Toàn quốc, nơi họ sẽ chính thức bỏ phiếu cho người được đề cử dựa trên kết quả bầu cử sơ bộ. Trong cuộc đua vào ngày siêu thứ 3 năm nay, có tới 874 đại biểu Đảng Cộng Hòa sẽ được chọn, tương đương khoảng 36% tổng số đại biểu. Một ứng cử viên tổng thống cần có sự ủng hộ của ít nhất 1.215 trong tổng số 2.429 đại biểu để giành được sự đề cử của Đảng Cộng Hòa. Đối với Đảng Dân Chủ, 1.439 trong tổng số 3.979 đại biểu của Đảng sẽ được bầu trong ngày siêu thứ 3. Kết quả cuộc họp kín của Đảng Dân Chủ ở Iowa, được tổ chức thông qua hình thức bỏ phiếu qua thư, cũng dự kiến được công bố vào ngày 5 tháng 3. Hầu hết các chuyên gia đều đồng ý rằng, sự kiện siêu thứ 3 đã ra đời vào năm 1988. Đó là khi một nhóm đảng viên Đảng Dân Chủ ở các bang miền Nam nước Mỹ quyết định bắt đầu quá trình bầu cử sơ bộ tổng thống. Suy nghĩ của họ là bằng cách tổ chức bỏ phiếu trong cùng một ngày, sớm trong chu kỳ bầu cử, họ có thể tác động tốt hơn đến sự lựa chọn của đảng mình và đảm bảo rằng ứng cử viên Walter Mondale cuối cùng có thể thành công ở miền Nam nước Mỹ. Nỗ lực năm 1988 đã không thành công, nhưng siêu thứ 3 vẫn là ngày mà hầu hết các bang ở Mỹ tổ chức bỏ phiếu. Tại sao ngày siêu thứ 3 lại quan trọng? Ngày siêu thứ 3 quan trọng vì khoảng 1/3 số đại biểu sẽ được mỗi đảng phân bổ để quyết định ứng cử viên tổng thống tương ứng của họ. Một kết quả mạnh mẽ có thể mang lại hiệu quả quyết định cho chiến dịch tranh cử tổng thống, giúp các ứng viên tiềm năng đảm bảo có nhiều đóng góp tài chính hơn. Nhưng một kết quả tồi tệ có thể phá hỏng chiến dịch. Kellen Jewitt, phó giáo sư khoa học chính trị tại Virginia Tech, cho biết vì có rất nhiều bang tổ chức các cuộc tranh cử cùng lúc nên các ứng cử viên cần phải được tài trợ tốt, được tổ chức tốt, với sự ghi nhận cao để có thành tích tốt trong ngày siêu thứ 3. Nếu chúng ta có một ứng cử viên dẫn đầu rõ ràng bước vào ngày siêu thứ 3, chúng ta thường thấy rằng, sau ngày siêu thứ 3 ứng cử viên vẫn là người dẫn đầu và nhiều người khác đã bỏ cuộc, bà Kellen Jewitt nói thêm. Bà cũng chỉ ra rằng cuộc đua của Đảng Dân Chủ năm 2020 là một ví dụ về cách ngày siêu thứ 3 có thể là cú hích mạnh cho một chiến dịch. Năm đó, ông Biden đã có màn thể hiện mạnh mẽ trong ngày siêu thứ 3 sau khởi đầu chậm chạp, ông giành chiến thắng ở 10 bang. Cuộc đua của Đảng Dân Chủ sau đó chuyển thành cuộc cạnh tranh chỉ giữa ông và Thượng nghị sĩ Bernie Sanders. Các ứng cử viên thành công của Đảng Cộng Hòa cũng được hưởng lợi từ ngày siêu thứ 3. Năm 2016, Thượng nghị sĩ Texas Ted Cruz đã không làm tốt như ông kỳ vọng vào ngày siêu thứ 3, trong khi ông Trump lại làm tốt hơn mong đợi và tiếp tục giành được chức Tổng thống vào năm đó. Siêu thứ 3 năm nay hứa hẹn điều gì? Đối với bà Nikki Haley, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, màn trình diễn kém cỏi tại ngày siêu thứ 3 này có thể đặt dấu chấm hết cho chiến dịch tranh cử đề cử của Đảng Cộng Hòa năm 2024. Các cuộc thăm dò cho thấy bà đang bị ông Trump bỏ lại sau trong tất cả các cuộc bỏ phiếu của Đảng Cộng Hòa vào ngày siêu thứ 3. Jewitt nói, năm nay, ngày siêu thứ 3 ít quan trọng hơn nhiều. Nó có thể quan trọng vì đây có thể là thế đứng cuối cùng của bà Haley, nhưng ngoài điều đó ra, có vẻ như không thể tránh khỏi việc ông Joe Biden và Donald Trump sẽ giành được đề cử của họ, và vì vậy chúng tôi không trông đợi nhiều bất ngờ vào ngày siêu thứ 3. Bà Haley, người đã thua ông Trump với chênh lệch khá lớn trong tất cả các cuộc bầu cử sơ bộ ban đầu, đã cho biết bà dự định sẽ tiếp tục tham gia cuộc đua cho đến ít nhất là ngày siêu thứ 3. Ngày siêu thứ 3 sẽ không chỉ chứng kiến bầu cử sơ bộ tổng thống.
Đúng vậy, người Mỹ cũng sẽ bỏ phiếu trong một số cuộc đua khác cùng vào ngày siêu thứ ba. Số này bao gồm các cuộc tranh cử để giành chỗ trong Thượng viện và Hạ viện, cũng như trong các cơ quan lập pháp của bang. Các cuộc chạy đua vào các chức vụ cấp thấp hơn như công tố viên, thẩm phán, ủy viên hội đồng thành phố và thành viên hội đồng nhà trường cũng sẽ được tổ chức. Cuộc đua được mong đợi nhất sẽ diễn ra ở California. Các cử tri ở đó sẽ chọn ra hai ứng cử viên để đối đầu vào tháng 11 nhằm lấp đầy chiếc ghế Thượng viện còn trống, vốn đã được nắm giữ trong nhiều thập kỷ bởi Dianne Feinstein, người đã qua đời vào tháng 9. Ở Texas, hàng loạt ứng cử viên đảng Dân Chủ đang cạnh tranh để có cơ hội thách thức chiếc ghế Thượng viện của ông Ted Cruz, đảng Cộng Hòa. Triển vọng kinh tế Mỹ nếu Joe Biden tái đắc cử Tổng thống. Trong quá trình tranh cử Tổng thống năm 2020, các đối thủ của Joe Biden tập trung vào tuổi tác của ông như một điểm yếu. Nhưng nghịch lý là khi trở thành ông chủ Nhà Trắng, lãnh đạo 81 tuổi này có lẽ đã dẫn dắt một chính phủ Mỹ năng động nhất trong gần nửa thế kỷ, theo tờ Economist. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tung ra các gói chi tiêu để giảm nghèo và khuyến khích công nghiệp nhằm định hình lại nền kinh tế lớn nhất thế giới. Dĩ nhiên, có nhiều tranh luận về giá trị mang lại của những chính sách này. Ví dụ, chi tiêu liên bang tăng mạnh làm trầm trọng thêm tình hình ngân sách, hay các khoản trợ cấp dành cho các công ty đầu tư vào Mỹ đã khiến các đồng minh tức giận. Nhưng không thể phủ nhận nhiều chính sách trong số này đã có tác dụng. Chỉ cần nhìn vào sự bùng nổ trong xây dựng nhà máy cũng thấy đầu tư vào cơ sở sản xuất đã tăng hơn gấp đôi dưới thời ông Biden, tăng vọt lên mức cao kỷ lục. Giống như bất kỳ tổng thống nào, chương trình nghị sự của ông Biden cho đến nay vẫn bị quốc hội giới hạn. Dự luật xây dựng lại tốt đẹp hơn trị giá 3.500 tỷ đô la Mỹ của ông gồm nhiều hạng mục. Nhưng thành công nhất đến giờ là mảng đầu tư, bao gồm 3 phần luật tập trung vào cơ sở hạ tầng, chất bán dẫn và công nghệ xanh. Theo đó, có 3 luật được ký ban hành liên quan đến các nội dung này, tạo thành nỗ lực trị giá 2.000 tỷ đô la Mỹ để định hình lại nền kinh tế Mỹ. Đó được xem là một nhiệm kỳ tổng thống hiệu quả, theo Economist. Trong lần tái tranh cử năm 2024, lần này phương châm của Biden là chúng ta có thể hoàn thành công việc, nghe giống cam kết của một nhà thầu xây dựng hơn là lời hùng biện chính trị. Tuy nhiên, các cố vấn hiện tại và trước đây của Tổng thống cho rằng Bidenomics giống như cuộc cách mạng kinh tế Mỹ. Cuộc cách mạng này sẽ đi về đâu nếu ông Biden tiếp tục điều hành Nhà Trắng nhiệm kỳ thứ hai? Trước hết, theo nhiều chuyên gia, Tổng thống Joe Biden có thể tăng gấp đôi các chính sách sản xuất trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình. Khoản khuyến khích trị giá 50 tỷ đô la Mỹ cho ngành công nghiệp bán dẫn mới chỉ là bước khởi đầu, nhưng nó vẫn còn nhỏ so với mức đầu tư cần thiết cho các nhà máy chip lớn. Các cố vấn của ông Biden đã nói về gói tài trợ tiếp theo, cũng như khả năng xây dựng luật mới để giải quyết những khó khăn trong việc thực thi chính sách công nghiệp. Ông Todd Tucker, chuyên gia thuộc Viện Roosevelt ủng hộ việc thành lập một ngân hàng phát triển quốc gia, tạo ra một nguồn tiền mặt có thể được chuyển đến các dự án đủ điều kiện. Để gây quỹ, Tổng thống Biden từ lâu đã tuyên bố muốn tăng thuế đối với người giàu, đặc biệt là đối với các hộ gia đình có thu nhập trên 400.000 USD năm và đối với các doanh nghiệp. Đồng thời, kỷ luật tài chính cũng được dự báo sẽ là trọng tâm trong nhiệm kỳ mới của ông Biden. Chẳng hạn, ngân sách cho năm tài chính hiện tại sẽ cắt giảm thâm hụt 3.000 tỷ đô la Mỹ trong một thập kỷ, theo Ủy ban Ngân sách Liên bang có trách nhiệm CRFB, một tổ chức phi lợi nhuận. Xử lý các vấn đề trong đảng. Khi ông Joe Biden, nếu đảng Cộng hòa vẫn giữ quyền kiểm soát Hạ viện hoặc Thượng viện, hoặc cả hai, các cố vấn nói rằng trọng tâm của ông Biden sẽ là bảo vệ những thành tựu lập pháp của mình. Đảng Cộng hòa sẽ không thể hủy bỏ các gói đầu tư của Biden nhưng có thể cản trở chúng. Ví dụ, gói tài trợ gần 200 tỷ đô la Mỹ cho nghiên cứu và phát triển các công nghệ tiên tiến cần Quốc hội thông qua để chi tiêu. Đến nay, chỉ mới 19 tỷ đô la Mỹ được trao cho 3 cơ quan nghiên cứu liên bang, thấp hơn gần 30% theo kế hoạch, theo Matt Haurihan của Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ. Vì vậy, nếu Quốc hội từ chối hợp tác, tiền thực tế được chi sẽ bị siết chặt hơn. Khi ấy, việc khởi động đầu tư trong vài năm qua có thể sẽ giảm. Các nhà sản xuất sẽ phải vật lộn để tồn tại vì chi phí đầu vào đắt đỏ. Nhưng ông Biden sẽ có một số đòn bẩy. Nhiều khoản cắt giảm thuế lớn được thông qua thời Donald Trump sẽ hết hạn vào cuối 2025. Nếu đảng Cộng hòa muốn gia hạn chúng để tránh thuế suất tăng vọt, khả năng họ phải thương lượng với ông Biden, đổi bằng việc ủng hộ một số ưu tiên của Tổng thống, bao gồm cả trợ cấp công nghiệp, bất kể nguy cơ ảnh hưởng ngân sách ra sao. Nhưng điều gì xảy ra nếu đảng Dân Chủ kiểm soát cả hai viện? Ông Biden có thể triển khai các kế hoạch chưa thành trong chương trình nghị sự xây dựng lại tốt đẹp hơn của mình, bao gồm trường mầm non miễn phí, tăng trợ cấp trẻ em, người già và các phúc lợi xã hội khác. Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen mô tả chương trình nghị sự này là kinh tế học trọng cung hiện đại.
Bà lập luận rằng đầu tư vào giáo dục sẽ giúp người lao động làm việc hiệu quả hơn, còn chăm sóc sức khỏe sẽ giải phóng mọi người, đặc biệt là phụ nữ, để làm việc, dẫn đến lực lượng lao động lớn hơn. Nhưng nó cũng sẽ rất tốn kém, dẫn đến chi tiêu bổ sung ít nhất là 100 tỷ đô la Mỹ mỗi năm, tương đương tăng thêm nửa điểm phần trăm vào thâm hụt liên bang, vốn đạt mức 7,5% GDP vào 2023. Triển khai thực tế cũng không dễ. Ví dụ, tài trợ chăm sóc trẻ em sẽ thúc đẩy nhu cầu, làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu nhân sự. Mong muốn củng cố công đoàn, ông Biden cũng có cơ hội. Năm ngoái, ông trở thành tổng thống đầu tiên tham gia biểu tình khi cùng tham gia cuộc đình công của công nhân ô tô gần Detroit. Nhưng ngoài hành động và lời nói mang tính biểu tượng thì nỗ lực thúc đẩy đạo luật ủng hộ để thúc đẩy thương lượng tập thể và hạn chế sự can thiệp của các công ty vào quyết định của công đoàn chưa thành công. Việc tái đắc cử và Đảng Dân Chủ kiểm soát Quốc hội sẽ mở cơ hội cho ông. Đối với những người ủng hộ, tham vọng tăng chi tiêu từ chăm sóc trẻ em đến trợ cấp bán dẫn của ông Biden sẽ làm cho nước Mỹ trở nên bình đẳng hơn và thúc đẩy ngành công nghiệp. Nhưng với những người phản đối, đó là viễn cảnh một chính phủ quay lại với mô hình lỗi thời tập trung vào sản xuất và công đoàn, điều có thể làm căng thẳng quan hệ với các đồng minh. Cách tiếp cận với Trung Quốc. Ngoài ra, còn có những hoài nghi về đường hướng kinh tế đối ngoại. Ví dụ, câu hỏi lớn là liệu Mỹ và châu Âu có thể đạt thỏa thuận về các khoáng sản quan trọng và hợp tác cùng nhau để đảm bảo đầu vào cho hoạt động sản xuất pin và hạn chế sự phụ thuộc vào Trung Quốc được hay không. Đến nay, ông Biden vẫn ngờ vực về toàn cầu hóa. Gần đây, ông tạm dừng phê duyệt xuất khẩu khí hóa lỏng và gần như chắc chắn sẽ duy trì quan điểm cứng rắn với Trung Quốc. Trước mắt, để có khả năng tiếp tục điều hành nền kinh tế lớn nhất thế giới, ông Biden phải thuyết phục được người Mỹ. Khi chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử, ông nhấn mạnh việc mọi người đã bắt đầu cảm thấy tốt hơn về tình trạng nền kinh tế. Đây sẽ là vấn đề quan trọng đối với họ trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Chúng ta đã thông qua nhiều đạo luật thực sự tốt. Sẽ mất thời gian để bắt đầu có hiệu lực, nhưng giờ đây nó đã có tác động trong việc xoay chuyển tình thế nền kinh tế, ông nói hôm 25 tháng 1 tại một sự kiện ở Superior, Wisconsin. Tuy nhiên, nhìn chung cử tri Mỹ vẫn có cái nhìn mù mờ về khả năng quản lý kinh tế của ông Biden. Một cuộc thăm dò vào tháng 12 của Wall Street Journal cho thấy Bidenomics được ít hơn 30% cử tri tán thành và hơn một nửa không tán thành. Kinh nghiệm lịch sử cũng có phần bất lợi cho ông nếu xét ở góc độ kinh tế. Tạp chí nghiên cứu Conversation chỉ ra rằng khi người Mỹ tự tin về nền kinh tế, họ có xu hướng ủng hộ Tổng thống đương nhiệm. Ngược lại, họ sẽ bỏ phiếu cho người khác nếu bi quan. Trong 45 năm qua, từ tháng 1 năm 1978 đến tháng 12 năm 2023, niềm tin người tiêu dùng tăng lên nhanh chóng như dưới thời Ronald Reagan của Đảng Cộng Hòa vào những năm 1980 và một lần nữa dưới thời Bill Clinton của Đảng Dân Chủ vào những năm 1990. Khi ấy, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống đương nhiệm cũng tăng đồng thời. Ngược lại, niềm tin đạt mức thấp nhất vào năm 2008 sau cuộc khủng hoảng tài chính, khi ông George W. Bush ở Nhà Trắng. Tỷ lệ tán thành giảm khi Barack Obama được bầu làm Tổng thống vào năm đó. Với ông Biden, một cuộc thăm dò của Gallup được công bố vào tháng 12 năm 2023 cho thấy 22% người tiêu dùng hài lòng và 77% không hài lòng với tình trạng của quốc gia. Theo Conversation, kinh tế Mỹ đang tăng trưởng vượt kỳ vọng nhưng các chỉ số GDP có thể mang lại cảm giác mơ hồ và xa rời thực tế của người bình thường. Cho đến nay, các chỉ số kinh tế đã có sự gia tăng trong thời gian chuẩn bị cho cuộc bầu cử vào tháng 11 nhưng không có tác động tích cực nào đối với ông Biden. Trong khi nền kinh tế Mỹ đang hoạt động tốt, các cử tri chưa nhất thiết cảm thấy điều đó trong túi tiền của họ, tạp chí nhận xét.